Lạc Vũ xuyên qua đến ngân hạ Un Tra Mần TV bên trong, vô cùng khổ não. Bởi vì bộ phim này tràn ngập các loại quái vật nghịch thiên, trác cơ, Thái Lan đặt đánh bại anh em nhà ốt, siêu cổ nhĩ đặc vương, còn có một bản sao của hắc ám Lucifer thiết lập trong bộ phim này ngang hàng với Noa. Hắc ám lộ cơ nhĩ Ở thời khắc nguy cấp, hệ thống trong điện thoại di động phát ra túi quà lớn cho người mới, lạc vũ đạt được năng lực biến thân của đới nã ung tra mần kịp thời biến thân vượt qua nguy cơ sau đó lạc vũ phát hiện hệ thống không chỉ có thể rút thẻ ra ung tra mần còn có thể rút thẻ ra quái thú cùng người ngoài hành tinh nhỏ như dada và Boy, lớn như divinfor hippajon ampra saman và nhiều hơn nữa chỉ cần có quan năng tệ siêu việt thần tứ không phải là mộng từ đó về sau lạc vũ không phải ở trên đường kiếm quan năng tệ chính là ở kiếm quan năng tệ. Chương 1 Xuyên qua, bắt đầu ông chặt đùi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ánh đèn nê ông, thôn hàng tinh, trong thần xã Ngân Hà. Năm người trẻ tuổi tụ tập ở đây. Một người trong đó đột nhiên dùng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Chờ một chút, nơi này là nơi nào? Sao tôi lại ở chỗ này? Ngay khi người trẻ tuổi này nghi hoặc, một thanh niên khác quan tâm hỏi. Lạc Vũ, ngươi làm sao vậy? Lạc Vũ đem tầm mắt chuyển hướng về phía thanh niên đang quan tâm hắn. Ánh sáng lễ đường. Lạc Vũ trong lòng cả kinh. Bộ dáng này hắn không có khả năng nhận sai. Hắn chính là cực kỳ mê hoặc, không có khả năng nhận không ra lão đại ca đời mới ngân hại nhân gian thể bộ dáng. Nghe được ánh sáng lễ đường hỏi thăm, Lạc Vũ mặc dù có chút mơ hồ bất quá hắn vẫn định theo ánh sáng lễ đường nói tiếp lạc vũ ạc à. không có việc gì đã lâu không gặp a à, ngươi thay đổi không ít a à. lễ đường vừa cười vừa nói lạc vũ tiểu quan cậu không hề thay đổi chút nào ánh sáng lễ đường đậu đỏ buồn lạc vũ nghe nói gần đây cậu sống rất tốt a à? sự nghiệp mạo hiểm thế nào rồi bất quá Lạc Vũ nhìn vẻ mặt này của lễ đường, ngược lại có chút không phân biệt được hắn rốt cuộc là đang cười hay là khóc. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ, hiện tại ta thu hoạch không ít. Ta nói với ngươi. Một lát sau, Lạc Vũ mượn danh nghĩa đi về đúc xê rời đi, kỳ thật là một mình đi về đúc xê sửa sang lại suy nghĩ, sau đó thuận tiện đi về đúc xê. Trải qua một phen nói chuyện phím như vậy, Lạc Vũ cũng hiểu rõ tình huống trước mắt. Chính là mình hẳn là xuyên qua hơn nữa còn xuyên qua thành một cái cùng mình trùng tên cùng họ người thế giới này lạc vũ cùng lễ đường quan bọn họ cùng nhau đều là hàng tinh tiểu học học sinh khi còn bé lạc vũ cùng lễ đường quan mỹ linh kiện thái thiên thảo bọn họ cùng nhau chơi là bạn chơi rất tốt đáng nhắc tới chính là lạc vũ này dĩ nhiên là người hoa quốc căn cứ lời nói của tiểu quan bọn họ hiểu được lạc vũ khi còn bé bởi vì một ít nguyên nhân đi tới nghe hồng nơi này đọc sách sau đó trung học cơ sở trở về tổ quốc. Lạc Vũ ở trong VWC rửa mặt một cái, sửa sang lại tình báo trước mắt. Mặc dù không biết tại sao mình xuyên qua đến thế giới này. Nhưng đã đến thì an. Lạc Vũ cũng không phải hoảng loạn loại người này, kế tiếp là muốn bảo đảm chính mình tại thế giới này sinh tồn. Vì thế Lạc Vũ quyết định, mình nhất định phải ông tốt đùi trần của lễ đường. Rất đơn giản, bởi vì phó bản của thế giới này rất khó phó bản của đặc tướng quân quả thật rất khó chịu. Nhưng mà, phó bản ngân hà này thuộc loại cấp bậc rất khủng bố. Nói thí dụ như, ở giữa xuất hiện hắc ám trác cơ loại cường địch này, coi như là phế án bên trong, loại địch nhân này cũng là cần vô dực noa tới đánh cho gia hỏa. Thực lực tuyệt đối cường đại. Thái Lan đặc cũng từng đánh bại áo đặc huynh đệ, thực lực cũng không tầm thường. Điểm mấu chốt là vị vua siêu cô rang ở phía sau bộ kịch ngân hà này có thể so sánh với thần tướng cổ Lan đặc vương này nhất định là thủ hạ của trụ đạt cấp bậc cần siêu thái giải quyết thật khó chịu còn có cuối cùng bốt hắc ám lộ cơ a ơ ít nhất trong bộ phim này hắn chính là có thể so với phế án bên trong kẻ địch mạnh nhất cùng noa ung tra mần tương đương đối địch đối thủ hắc ám lucifer phiên bản không phải galaxy là không thể đánh bại Đừng nhìn Thái La một bộ chiêu số mạnh như hổ, trên thực tế căn bản cũng không có phá vỡ đối thủ phòng ngự. Hơn nữa ở phía sau áo đặt ngân hà cách đấu cũng nhìn ra được, thể thuật của Luke Ayer cũng không tính là quá kém. Thái La cũng ít nhiều chiếm chút lộ cơ an không kịp phản ứng, hoảng loạn ưu thế. Tóm lại, phó bản này vẫn khiến người ta khó chịu. Mình nhất định phải bảo đảm mình có thể sinh tồn thật tốt, cho nên phải ông chặt đùi tiểu quan. Bất quá kỳ thật còn có một loại biện pháp có thể bảo đảm sinh tồn, đó chính là tranh thủ thời gian rời đi hàng tinh thôn. Nhưng Lạc Vũ không chịu. Bởi vì về sau, không ít người đều có được cùng ung tra mần nhất thể hóa hoặc cùng quái thú nhất thể hóa cơ hội. Đối với Lạc Vũ cực kỳ mê ảo mà nói, loại cơ hội này tuyệt đối phải nắm chắc. Vạn nhất mình ở sau đại chiến, bị ung tra mần kia coi trọng, nói không chừng là có thể thành tựu áo sinh. Sau khi Lạc Vũ trở lại thần xã, Tiểu Quang nói. Sau này em về tổ quốc, anh còn tưởng rằng sau này sẽ không có cơ hội gặp lại, không nghĩ tới mấy người chúng ta còn có thể gặp lại nhau, thật sự là quá tốt, nhất định phải chúc mừng thật tốt. Lạc Vũ biểu thị o gửi đi ca. Sau đó mọi người cùng nhau chơi cả ngày. Đến buổi tối, Lạc Vũ và Tiểu Quang cứ như vậy ở trong trường tiểu học hàng tinh lạc vũ đứng trong lều hồi tưởng lại tình tiết trong tivi của ngân hà ung tra mần cùng lúc đó tiểu quang liền dựa theo nguyên tắc phát triển lèn lén lén tiến vào thần xã lấy đi tia lửa ngân hà hơn nữa gặp được thái la ngày hôm sau tiểu quang dựa theo thái la nói làm đi tới hàng tinh sơn cùng thái la tiến hành chính thức nói chuyện với nhau phía sau tiểu quang gặp mỹ linh trong lúc nói chuyện với thái la vợ tới rồi thế là tero bị ném sang một bên chết tiệt quá đáng cho ngươi tiểu quang và mỹ linh bắt đầu nói chuyện phiếm trên đường gặp hai người xấu tự ý đổ rác lên núi tiểu quang đi lên lý luận kết quả bị đẩy ngã xuống đất người đẩy ngã tiểu quang kia còn nhổ một ngụm nước miếng lên người tiểu quang sau đó người đàn ông cười nham hiểm đột nhiên một thân ảnh đẹp trai xuất hiện lạc vũ đột nhiên bay ra một cú đá bay đá bay người đang nhổ nước bọt kia một người khác phát hiện ra sự tồn tại của lạc vũ, vì thế vội vàng động thủ, vùng nắm đấm muốn công kích lạc vũ. lạc vũ nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay đối phương, sau đó hung hăng đấm vào bụng đối phương. sau đó một cước đem đối phương đá bay. lạc vũ lạnh lùng nói: cút! lão tử trước kia đã luyện qua, chỉ bằng đám ma cà rồng các ngươi cũng dám động thủ với ta. hai người nhìn ra thân thủ bất phàm của lạc vũ vội vàng lái xe chạy trốn lạc vũ đỡ tiểu quan ngã xuống đất dậy tiểu quan nghi hoặc hỏi lạc vũ sao ngươi lại tới nơi này lạc vũ vốn định lấy cớ mình đã sớm nghĩ ra nhưng nhìn thấy tia lửa ngân hà rơi ra vì thế lạc vũ nghĩ tới lý do thoái thác khác lạc vũ đỡ tiểu quan dậy sau đó cúi người nhặt ngân hà hỏa hoa lên hỏi tiểu quan tiểu quan đây là cái gì tiểu quan vội vàng lấy tới sau đó che 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 nói không rõ ràng. Nhìn bộ dáng hoảng loạn của tiểu quan, Lạc Vũ cười hiếp mắt mở miệng nói. Tiểu quan, ngươi cũng không muốn chuyện mình trọng thần kiếm thần xã bị người khác biết chứ. Khắc khắc. Tiểu quan. Đùa thôi, thật ra chuyện của cậu và Tai Rô tôi đều biết, lúc ấy tôi đứng lên đi toilet, phát hiện thần xã có chút động tĩnh liền tới xem một chút, vì vậy liền hiểu chuyện của các cậu. Nếu như giờ phút này Thái La ở đây, vậy nhất định sẽ chăm chọc nói nhưng tôi nhớ nhà vệ sinh và đền thờ ở hai tầng khác nhau phải không cho nên vừa rồi ta kỳ thật một mực theo dõi tiểu quan ngươi nhìn xem tiểu quan ngươi có thể xuất hiện nguy hiểm gì hay không đúng rồi mỹ linh là lúc đầu gặp thái la nàng biết thái la tồn tại cho nên không cần che giấu với nàng tiểu quan nani mỹ linh ở một bên mở miệng nói không sai kỳ thật ta cũng rõ thái la Lạc Vũ trong lòng cảm khái nói. Kế tiếp, ta cũng có thể tiến vào tuyến chính. Đợi đã. Nhân vật chủ chốt đâu rồi? Tiểu quan, nói đi cũng phải nói lại. Thái La đâu? Ánh sáng am, Mỹ Linh. Chương 2 Ta là mang cầm, mang cầm ung tra mần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Phía sau, ba người cùng nhau đón Thái La trở về đồng thời cũng báo cho Thái La Lạc Vũ biết chuyện. Thái La cũng chỉ có thể tiếp nhận Lạc Vũ trở thành một thành viên của đội cảnh giới vũ trụ phân bộ địa cầu. Mỹ Linh cầm tượng người Thái La thỉnh cầu Tiểu Quang. Tiểu Quang, làm ơn, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, lực lượng của ta không được. Tôi hy vọng cậu có thể giúp Tiro hồi phục cơ thể. Tiểu Quang bất đắc dĩ cười nói. Mỹ Linh, ngươi cũng quá thẳng thắn đi. Mỹ Linh nghe xong chỉ cười thật thà. Sau đó, Xiao Guan đáp ứng yêu cầu của Mây và quyết định giúp Tairo phục hồi cơ thể của mình. Tiểu quan đem tia lửa ngân hà nhắm ngay ấn ký ngân hà dưới chân Thái La đâm một cái, không có phản ứng gì. Thái La trực tiếp khiếp sợ. Sao có thể như vậy? Tiểu quan thử rất nhiều lần, phát hiện đều không có tác dụng gì. Vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Thái La giờ phút này còn đang hoài nghi áo sinh. Lúc Mỹ Linh nhìn không có tác dụng, cũng có chút thất vọng. Bất quá nàng vẫn cổ vũ Thái La không nên từ bỏ hy vọng. Lúc này, tiểu quan phát hiện tia lửa ngân hà hình như có phản ứng đặc thù. Vì vậy, ông đi theo hướng dẫn của tia lửa thiên hà đến một nơi có cỏ cao. Từ đó, ông tìm thấy một con búp bê quái vật màu đen trông giống khủng long. Lạc Vũ cùng Thái La liếc mắt một cái liền nhận ra tên của con quái thú kia. Thái La. Black King tiểu quan thấy tia lửa ngân hà không có hiệu quả với thái la vì thế quyết định sử dụng hắc long vương này để xem hiệu quả như thế nào khi ánh sáng nhỏ đâm tia lửa ngân hà vào dấu ấn ngân hà dưới chân vua black dấu ấn hình thành bởi ánh sáng màu xanh dương xuất hiện dưới chân vua black lập tức hắc lai vương nhân ngẫu cùng ngân hà hỏa hoa hóa thành một đạo tiểu ngân hà hoa mỹ xuất hiện tiểu ngân hà dần dần lớn lên sau đó bao bọc toàn bộ thân thể tiểu quan ngay sau đó một thân thể khổng lồ xuất hiện trong khu rừng này. Black King xuất hiện. Tiểu quan cảm nhận được bộ dáng kỳ quái này của mình. Hắn tràn ngập lòng hiếu kỳ lập tức vui vẻ. Đối với tiểu quan mà nói, không có gì có thể làm cho nó hưng phấn hơn so với thứ mới mẻ. Tiểu quan thao túng thân thể Black vương hảo hảo mà chơi đùa. Thái Lai nhìn cảnh tượng này, thập phần nghi hoặc. Không thể để cho ta khôi phục, lại có thể cùng quái thú siêu cấp dung hợp. Lạc Vũ nội tâm chăm chọc nói. Vệ sĩ quái thú Black King, bảo vệ ai chết? Lạc Vũ lại mở miệng nói. Có vẻ như Galaxy Spark chỉ có thể cho phép người điều khiển siêu dung hợp với những con búp bê không có ý thức. Tyro, cậu là một con búp bê duy trì ý thức, vì vậy cậu đã tự mình chống lại siêu hợp nhất của tia lửa thiên hà. Nói cách khác, có vẻ như Galaxy Spark chỉ có thể làm được điều đó. Mà để Thái La ngươi biến trở về, chỉ sợ cần biện pháp khác. Thái La nghe vậy thở dài nói. Xem ra là như vậy. À, tiếng kêu thảm thiết của tiểu quan Hắc Vương truyền đến. Sau đó là mặt đất trung rẩy. Hắc Lai Vương lên tiếng ngã xuống đất. Đối diện với Black King, một con quái thú khổng lồ xuất hiện. Tyro cũng tình cờ nói ra tên của nó. Ti chấp Đạt Lan Bỉ Nhĩ. Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lạc Vũ nhìn thiểm điện Đạt Lan bị nhỉ, hiểu được. Có vẻ như sự thức tỉnh ban đầu của Đác Trâu An đã hoàn tất. Vũ trụ hải nhân Ban Dê Tinh Nhân đã bị tên kia dùng hắc ám tia lửa tiến hành thực thể hóa. Cái kia tia chớp Dalan Lan Binh dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch, hẳn là cái kia đổ rác rưởi hai người đi. Đáng giận, người trước kia bị mình treo lên đánh bây giờ biến thành bộ dáng cao không thể với tới, thật khiến người ta tức giận, mấu chốt là mình còn không thể làm gì. Ran Bi Phá tan bóng tối bằng sấm sét. Ti chấp Đạt Lan bị nhĩ điên cuồng đánh một trận với Hắc Lai Vương mà tiểu quan đã biến thành. Không chỉ có quyền cước, hơn nữa còn kèm theo ti chấp công kích. Lạc Vũ nhìn bộ dạng chật vật của tiểu quan bị đánh rất đau lòng. Vô luận phía sau tiểu quan sẽ có bao nhiêu cường đại, hiện tại hắn chỉ là một 17 tuổi chưa ra xã hội thiện lương học sinh trung học. Hai người trưởng thành lại ức hiếp một người nhỏ tuổi hơn mình nhiều như vậy. Thằng khốn. Ngay khi Lạc Vũ phẫn nộ, tia chớp của Daranbi bắn ra đã bay về phía Mỹ Linh. Lạc Vũ sau khi phát hiện lập tức chạy tới đẩy Mỹ Linh ra, nhưng là chính mình liền nhắm ngay tia chớp bay tới phương hướng. Lạc Vũ. Xui xẻo xui xẻo thật xui xẻo. Lạc Vũ theo bản năng dùng hai tay bảo vệ đầu mình. Ngay khi tia chớp sắp đánh trúng Lạc Vũ, một bình chướng màu vàng xuất hiện trước người lạc vũ thái la vốn định ra tay khiếp sợ có chuyện gì vậy lạc vũ cảm nhận được mình không có chuyện gì phục hồi tinh thần lại kiểm tra thân thể của mình một chút vậy mà không qua đời có chuyện gì vậy đột nhiên lạc vũ cảm nhận được điện thoại di động trong túi mình rung lên lạc vũ lấy di động ra xem màn hình điện thoại bật ra một bản thông tin màu đỏ trên đó viết phát hiện vật chủ gặp nguy hiểm mời vật chủ lập tức sử dụng hệ thống thoát khỏi nguy hiểm thời điểm nhìn thấy những lời này trong lòng lạc vũ rung lên cái gì hệ thống có chuyện gì vậy à đúng rồi ta là xuyên qua tới có hệ thống cũng bình thường hơn nữa ta vốn là người hoa xuyên qua hệ thống thiết yếu có vẻ như hệ thống đang ở trong điện thoại của tôi nhưng mà tình cảnh hiện tại làm sao sử dụng hệ thống thoát khỏi khó khăn gì à? Lạc Vũ thầm nghĩ, lúc này một giọng nữ máy móc xuất hiện trong đầu Lạc Vũ. Đang mở giáo trình tân thủ, mời ký chủ dựa theo giáo trình tân thủ thao tác. Lạc Vũ nhìn về phía màn hình di động. Trên bảng thông tin màu đỏ liền xuất hiện một câu như vậy. Sao vừa rồi âm thanh lại xuất hiện trong đầu tôi? Chờ một chút, chẳng lẽ nói hệ thống còn có thể cùng ta tiến hành tâm linh cảm ứng? Yes. Lạc Vũ trong lòng vừa nghĩ như vậy, liền lập tức nghe được hệ thống đáp lại. Ta đi, cư nhiên còn thông minh như vậy. A a a a a. Một tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai Lạc Vũ. Suy nghĩ của Lạc Vũ trở lại hiện thực. Lập tức một bức hình như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn. Tiểu quan hóa thân thành Hắc Lai Vương vì bảo vệ Lạc Vũ và Mỹ Linh, lấy thân ngăn cản lôi điện. Thằng khốn, cái con chim sấm sét này. Lạc Vũ trong lòng vô cùng phẫn nộ, hiện tại hắn đã coi Tiểu Quang là bạn tốt chân chính của mình. Bằng hữu bị khi dễ, làm sao có thể không phẫn nộ chứ? Hệ thống, mau cho ta lực lượng. Hiện tại bắt đầu chiến đấu tân thủ giáo trình. Nhiệm vụ tân thủ. Đánh bại ti chấp Đa uy hiếp đến ký chủ. Đang phát đạo cụ hoàn thành nhiệm vụ người mới. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được biến thân khí của đới nã Ung Tra Mừng thiểm quan kiếm. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Lạc Vũ không kịp cao hứng, hiện tại hắn thầm nghĩ nhanh chóng biến thân bảo vệ tốt bằng hữu của mình. Lạc Vũ trực tiếp hỏi hệ thống. Làm thế nào tôi có thể biến đổi? Xin hỏi có lấy ra biến thân khí không? Vâng. Vui lòng chọn máy biến hình tra Mần na cầm lấy tra Mần. Trích xuất thành công. Tại hệ thống những lời này nói xong, Lạc Vũ tay phải màn hình điện thoại bắn ra một đạo quang mang rơi vào trên tay trái của hắn. Một vật thể màu da chocolate nặng nề xuất hiện trong tay Lạc Vũ. Đây là biến thể của Dana Ultraman, Flash Sword. Lạc Vũ nắm chặt kiếm lóe sáng, sau đó nhìn về phía Hắc Lai Vương đang chịu khổ. Chờ ta, tiểu quan, ta tới ngay. Lạc Vũ tiến lên một bước, nhận ra hành động của Lạc Vũ, Mỹ Linh và Thái La vội vàng khuyên can. Mỹ Linh lạc vũ ngươi đang làm gì vậy mau trở về đừng đi nơi đó nguy hiểm thái la không sai chúng ta không có cách nào bây giờ chỉ có thể dựa vào một mình tiểu quan tuy rằng rất không cam lòng nhưng hiện giờ không còn cách nào khác lạc vũ nhìn mỹ linh và thái la sau lưng dùng ánh mắt kiên định trả lời bọn họ thái la tự như cảm giác được cái gì không có ngăn trở nữa mà là dò hỏi lạc vũ ngươi muốn làm gì? Lạc Vũ đem di động bỏ vào trong túi, đem kiếm lóe sáng bỏ vào trong tay phải. Mỹ Linh Tương, Thái La Tan, xin xem kỹ biến thân của ta. Lạc Vũ đưa lưng về phía Mỹ Linh và Thái La, sau đó giờ kiếm lóe sáng trong tay lên, hô to một tiếng. Đái nã. Với tiếng hét này, tinh thể gấp của Flash shop mở ra. Hào quang vô cùng hoa mỹ giống như lốc xoáy đánh úp lại. Quang mang từ trong lóe sáng kiếm bộc phát, bao trùm toàn thân Lạc Vũ. Ngay sau đó, dáng người Lạc Vũ liền biến mất trước mặt Thái La và Mỹ Linh. Thái La khiếp sợ nói. Lời bài hát. Nani ó. Cảm thấy ti chớp dừng lại, Black King nhìn về phía sau. Một đạo dáng người thật lớn xuất hiện ở phía sau nó. Đó là một người khổng lồ. Màu da đỏ xanh bạc đang xen. Tráng một vòng thủy tinh hình thoi. Trên ngực có áo giáp ngực màu vàng. Đây rồi, Dana Na. Un tra mần đi Lấy un tra mần. Thái La khó có thể tin nói. Làm sao có thể, Lạc Vũ dĩ nhiên là đái nã un tra mần. Mỹ Linh và Tiểu Quang không hẹn mà cùng nhắc lại cái tên này. Đai Na. Un tra mần. Chương 3. Lạc Vũ thực lực cường đại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đới Nã xuất hiện hào quang vô cùng chói mắt, trực tiếp khiến đối phương mù mắt đến ngừng công kích. Cái gì gọi là siêu cấp hoa lệ ung tra mần a? Đới Nã xoay người, nâng Hắc Lai Vương lên. Đới Nã quan tâm hỏi: "Không sao chứ, Tiểu Quang?" Tiểu Quang ở trong cơ thể Hắc Lai Vương cũng nhìn thấy Lạc Vũ biến thân. Hắn khó có thể tin nói: "Lạc Vũ, sao ngươi lại biến thành cái dạng này?" "Chuyện sau hãy nói." Đái nạ cảm nhận được dao động phía sau, vì thế vội vàng xoay người dặn co với ti chấp Đa Lan bì. Xin hỏi ký chủ có hay không lựa chọn tân thủ đại đánh phục vụ? Và cái này? Ừm. Tốt xấu gì ta cũng đã luyện qua một chút, vẫn là để cho ta tự mình thử một chút đi. Lần đầu tiên làm ung tra mần, vẫn là đánh thuê, cảm giác quá mất đi thể nghiệm. Chờ ta cảm thấy đánh không lại thì đánh thay đi. Lạc vũ suy tư một phen, cự tuyệt hệ thống phục vụ. Ti chấp cuộn dây Tesla ở hai góc trên lưng của Daranbi phát ra một tia sét mạnh. Cách một khoảng cách, đái nạp cùng Hắc Lai Vương đều có thể cảm giác được cổ lực lượng này. Hắc Lai Vương vội vàng hỏi. Lạc Vũ, chạy mau, ti chấp công kích kia rất đau. Ti chấp Dalanbin lập tức phóng ra lôi đình công kích về phía đái nạp và Hắc Lai Vương. Đái nạp trực tiếp sử dụng bình chướng áo đặt ngăn trở công kích. Black King Alex. Ti chấp liên tục xuất ra, đới nã cũng liên tục bảo trì lá chắn chống lại công kích. Đới nã nói với Hắc Lai Vương phía sau. Tiểu quan, ngươi rời đi điểm, bảo vệ tốt Mỹ Linh cùng Thái La, để cho ta trước cùng nó đỏ sức. Black King. Hiểu rồi. Nhìn thấy Hắc Lai Vương lui về phía sau một đoạn khoảng cách, đái cầm hai chân đạp một cái, cả người bay lên không trung. Ti chớp của Darren Bear đánh vào vị trí của đới nã, công kích trực tiếp thất bại. Dana lộn nhào trên không trung, sau đó vững vàng rơi xuống sau lưng ti chớp Dalanbi. Ti chớp Dalanbi vội vàng xoay người đi qua. Thừa dịp đối phương không kịp phản ứng, đới nã dùng một bộ liên hoàn quyền đánh cho đối phương liên tiếp bại lui. Sau đó, lại dùng sức đạp lui thiểm điện Đạt Lan Biêu. Nhìn ti chớp Đạt Lan Biêu còn chưa ngã xuống sau khi bị một bộ công kích này, đới nã trong lòng đối địch với thực lực của ta đã có phỏng đoán đại khái. Sau khi tiếp nhận bộ đa kích này, ti chấp Đạt Lan Biêu ít nhiều còn có chút mơ hồ. Nhưng khi nó kịp phản ứng, đái nã lại phát động công kích. Dài nắm lấy bàn tay của Lai Ninh Bi và giữ anh ta không ngừng lùi lại. Cuối cùng lợi dụng quán tính thân thể của ti chấp Đạt Lan bị nhĩ một phen đem đối phương nặng nề ngã sắp xuống đất. Tiểu Quang, Mỹ Linh và Thái La ở bên cạnh nhìn mà sững sờ dù sao vừa rồi chính là địch nhân cường đại dễ dàng đem tiểu quang đánh ngã xuống đất hiện tại chính là bị lạc vũ đè trên mặt đất ma sát điều này thật sự không thể không làm cho người ta cảm thán thực lực cường đại của lạc vũ tiểu quang hưng phấn nói ta kháo đẹp trai quá lạc vũ chính là như vậy mỹ linh thân là một nữ hài tử không biết đánh nhau nhưng cũng nhìn ra được thực lực cường đại của lạc vũ chỉ ngơ ngác cảm thán nói thật sự rất mạnh a. À. Thái La cũng hài lòng gật gật đầu rồi bình luận. Thực lực này quả thật không tầm thường, rất nhiều thành viên đội cảnh bị vũ trụ cũng chưa chắc có thể ứng đối tốt như vậy. Thực lực này của Lạc Vũ, cho dù ở đội cảnh giới vũ trụ cũng là tinh anh trong tinh anh. Thực lực so với đới nã ung um tra mần lúc trước chỉ hơn chứ không kém. Tuy rằng thực lực của Lạc Vũ còn chưa thể hiện quá nhiều, nhưng thân là huấn luyện viên quan chi quốc, thái la ánh mắt độc ác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thực lực chân chính của lạc vũ lạc vũ khủng bố như vậy cái này nếu đặt ở quan chi quốc vậy phải trọng điểm bồi dưỡng nhìn ti chấp đa lan bin ngã xuống đất đới nã hài lòng gật đầu sau đó đái lấy đi đến trước mặt bờ lách vương sau đó nói ra tiểu quan ngươi cũng tới cùng nhau chiến đấu đi ta có dự cảm phía sau tuyệt đối sẽ không thiếu chiến đấu ngươi hẳn là mượn cơ hội này học cách chiến đấu một chút, yên tâm, ta sẽ hảo hảo dạy ngươi. Tiểu quan suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Tyro ở bên cạnh nghe thấy bọn họ đối thoại trực tiếp gọi ta đi. Tuổi trẻ bây giờ mạnh mẽ như vậy sao? Chiến đấu dĩ nhiên dùng tia chớp Daranbi để dạy người. Xem ra ta ở quan chi quốc dạy dỗ vẫn là quá kém. Sau khi trở về, ta cũng muốn làm như vậy. Vì vậy, Dana và Black King cùng đứng đối diện với tia chớp. Lightning Daranby hét lên giận dữ. Sau đó nó lại bắt đầu tích lực, lại muốn phóng ra tia chớp công kích. Đới nã hạ lệnh, chúng ta phân tán chạy trốn." Vua đen. "Ok." Dina rẽ trái, Black King rẽ phải. Hai người đồng thời tránh ra. Lightning Daranby muốn tung ra đòn tấn công chớp nhoáng nhưng đối mặt với hai kẻ địch, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên công kích ai. Vì thế công kích trực tiếp thất bại. Dana nhận ra cơ hội tốt. Vì thế một bên hướng về phía ti chấp Đạt Lan Bỉ Nhĩ đi tới, một bên sử dụng tốc độ ánh sáng cắt ra ti chấp Đạt Lan Bỉ Nhĩ cứng nhắc, chính mình thật gần người. Ti chấp Bi sau khi bị bắn vài mũi tên phát sáng, xuất hiện sự cứng đờ. Lúc này, đới na cũng đi tới bên cạnh nó. Vì vậy, Na vòng ra phía sau Lightning Bi và sau đó nắm lấy cánh tay của Lightning Bi bằng cả hai tay. Kiểm soát hành động của nó từ phía sau. Ti chớp, dê, le, bị người mạnh mẽ khóa chặt. Đới nã nói với Hắc Lai Vương. Tiểu quan, lên. Mau sử dụng viêm quyền với nó. Tiểu quan. Hả? Phi. Mau sử dụng trọng quyền với nó. Tiểu quan. Hiểu rồi kim vội vàng chạy đến, trước mặt ti chấp Dalanber. Giờ phút này ti chấp Dalanbin không ngừng dãy dùa. Dinah cũng đang cố gắng hết sức để kiểm soát nó. Black vương đi đến không thể hành động ti chấp Dalanbin trước mặt, sau đó đối với nó bụng phệ chính là một quyền lại một quyền chào hỏi. Đái nạ cảm giác được ti chấp của Đạt Lan Biêu dãy dụa đã yếu đi rất nhiều. Nhưng Dana không hài lòng. Bởi vì Lai Ninh chỉ không đấu tranh mạnh mẽ, không phải không đấu tranh. Có khác biệt gì không? Tất nhiên là có. Nếu như nói, cường độ công kích mà Hắc Lai Vương thi triển đủ lớn, ti chấp Đa Lan Bình căn bản cũng không có khí lực đi tìm mọi cách thoát khỏi khống chế của mình. Xem ra, cường độ công kích của tiểu quan vẫn quá yếu. Phải để cho tiểu quan tăng lực. Vì thế đới nã vội vàng nói với tiểu quan. Tiểu quan, con quái thú này chính là người lúc trước ở trong rừng đổ rác bừa bãi. Tiểu quan phẫn nộ nói. Cái gì? Đới nã khẩn nói tiếp. Đúng vậy, tiểu quan. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hãy nghĩ về khu rừng bị ô nhiễm bởi rác của hai người họ. Hãy nghĩ về việc họ dẫm lên cây sau khi biến thành quái vật. Nghĩ đến kem hôm nay bị ta trộm ăn. Ti chấp đạt lan biêu. Chờ một chút, có phải có một thứ kỳ quái trà trộn vào hay không? Lúc tiểu quan nghe được câu nói cuối cùng, hô to cái gì kem hôm nay là em ăn vụng anh đã nói làm sao tìm không thấy sao anh có thể như vậy ông chủ kia nói phần kem kia là phần cuối cùng đó là món tôi thích nhất đấy ta tâm tâm niệm niệm muốn trở về vẫn luôn muốn ôn lại một chút hương vị kia người cái này bát giác thanh âm phẫn nộ của tiểu quan từ trong miệng hắc lai like vương truyền ra nắm đấm của Hắc khắc vương rốt cục bắt đầu thể hiện ra uy lực vốn có. Một quyền lại một quyền trọng kích đánh vào trên người ti chấp Dalanbi. Daina có thể cảm nhận được sức mạnh đằng sau Lai Ninh Daranbi, cũng như sự run rẩy của Lai Ninh Daranbi. Ti chấp Đạt Lan bị nhĩ trong lòng có khổ không thể nói. Tôi thừa nhận hai người trước là tôi. Nhưng cái cuối cùng liên quan quái gì đến tôi? Kem là hắn ăn, đánh tôi làm gì? Đánh hắn đi. Ti chớp đa lan bin. Ặc. Ặc. Ti chớp lúc này đa Lan bi phải chịu đựng lửa giận vô hạn của tiểu quan. Mà người khởi xướng lạc vũ ở một bên lại cười trộm nói. Sự việc sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày. Sau khi đánh xong ti chớp, lửa giận của tiểu quan cũng tiêu tan không còn nhiều lắm. Đến lúc đó ta có thể dễ dàng nhận được sự tha thứ của tiểu quan. Vừa tiêu diệt quái thú là giải quyết tốt quan hệ giao tiếp, nhất cử lưỡng tiện, gia gia v. Ti chớp Binh Ta ở trong ổ chó đều tìm không ra một cái so với ngươi càng cẩu gia hỏa. Nhìn bức tranh hung tàn này, Thái La không khỏi che mặt. Quá hung tàn, ta không nhận ra ung tra mần tàn bạo này. Chương 4. lết Vương thức tỉnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Rốt cục sau khi tiếp nhận mấy chục cú đấm nặng, Ti chấp dê, ác bị kích thích dục vọng cầu sinh. Ti chấp được giải phóng trực tiếp khỏi sự kiểm soát của Dana và King Black. Ti chấp Đa -bin hét lớn một tiếng. Ngao. Đái Na nhấc ba vỗ tay trực tiếp toàn thân nó chuyển hướng. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Nếm thử tuyệt kỹ của Kakata. Thiết sơn kháo. Hơn nữa còn là phiên bản liên tục. Đái nã trực tiếp xuất ra tuyệt kỹ của người đàn ông kia đối với lòng ngực của ti chớp. Mấy chiêu thiết sơn dựa vào đánh cho đối phương liên tục lui về phía sau. Sau khi sử dụng xong, đới nã không khỏi cảm thán. Chiêu này còn dùng rất tốt. Quy lực không tệ. Gây di của chúng ta quá mạnh. Cái gì gọi là người đàn ông chân chính? Đúng rồi, còn có chính sự. Mang quay đầu lại nhìn về phía hát lai vương, sau đó dạy bảo tiểu quan, con phải học cách chiến đấu. Hắc Lai Vương là một quái thú rất mạnh, ngươi phải coi nó là đồng bọn của mình. Đi cảm thụ lách Vương ẩn giấu ở trong huyết mạch chiến đấu bản năng, đi theo bản năng đi chiến đấu, phóng thích ra Black Vương cường đại thực lực cố lên, cậu có thể. Đới nã cổ vũ tiểu quan. Ti chấp Đa Lan nhìn đái nã, thầm nghĩ cơ hội tốt. Vì thế nhanh chóng tiến lên đánh lén một đợt. Ngay khi sắp tới gần đái nã, Đối phương thậm chí ngay cả thân thể cũng không quay lại. Trực tiếp một cước vương ra, đá về phía sau. Ti chấp Dalambi đang che mình, tiểu không không ngã xuống. Đau lòng đánh gà. Không thấy ông nội cháu đang làm chính sự sao? Cút sang một bên. Thái La ở một bên nhìn mà chăm chọc nói. Không phải, thật sự có cần thiết để cho Hắc lai vương ra sân sao? Có cần thiết không? Có cần thiết không? Sau khi nghe Lạc Vũ nói, tiểu quan dựa theo lời hắn nói nhắm mắt lại cảm thụ Hắc Lai Vương. Hy vọng có thể cộng hưởng với Black King. Một lát sau, Black King mở mắt. Lần này, con người của nó tràn đầy sắc bén. Chiến sĩ uy nghiêm bộc lộ tài năng. Khí chất đã xảy ra biến hóa rất lớn. Các o, ngao. Đái nã vui vẻ, hắn biết bây giờ tiểu quan đã đánh thức thực lực chân chính của Hắc Lai Vương. Hắc Lai Vương thực lực rất mạnh, mặc dù không có kỹ năng khác, nhưng là hắn vẫn là rất mạnh. Bởi vì hắn cũng chỉ là một cái số trị quái mà thôi, ngoại trừ mạnh bên ngoài, không có hắn. Tiểu quan biến thân thành Hắc Lai Vương sẽ bị ti chấp Đa Lan Bình treo lên đánh. Nguyên nhân, một là tiểu quan chỉ là một học sinh trung học bình thường không có trải qua rèn luyện gì, hai là trong phim chỉ sợ cũng đặc biệt suy yếu thực lực của Black King, ba là hắc ám lóe sáng đối với quái thú nhân ngẫu có tác dụng cường hóa lực lượng hắc ám. Ba giờ, đúc thành hiện tượng Black King bị treo cổ. Nhưng bây giờ đây là hiện thực. Cho nên, Lạc Vũ nhìn xem tiểu quan có thể đánh thức thực lực của Hắc Lai Vương hay không. Xem ra, đã không có ràng buộc của nội dung phim truyền hình, sức mạnh chân chính của thiết lập chính là sử dụng ra. Lúc này, Black King đứng sừng sững trên mặt đất. Ngay khi đái nã mừng rỡ, Ti chấp đã lành vết sẹo đã quên đau, lại muốn đánh lén. Ti chấp Đa Lan Có thể tôn trọng tôi một chút không? Nhưng còn chưa động thủ, đã bị đới nã một quyền dùng lưng đấm vào mặt. Đã nói chết xa một chút, sao còn tới? Ti chấp Đa Lan Bi. Ồ, rống lên, đau quá. Lai Ninh Đa Lan Bi ngã mạnh xuống đất. Ti chấp Đạt Lan bỉ nhỉ. Khi thú quá đáng a. À. Mỹ Linh ở một bên nhìn bức tranh này nói. Sao tôi lại có cảm giác như con quái thú này đang khóc? Thái La cũng mở miệng nói. Ta chưa từng thấy trường hợp nào của Thái La, nhưng ta thật sự chưa từng thấy qua. Sao lại có ung tra mần tàn bạo như vậy đánh quái thú muốn khóc lên chứ? Nhìn xem Black Vương đã toàn diện thức tỉnh, vì thế đái nã kêu gọi tiểu quan lại đây cùng hắn đồng thời đối địch. Dana quay lại tìm dấu vết của ti chớp, phát hiện giờ phút này ti chấp Đa Lam lại muốn chạy trốn. Sao có thể thế được? Bất kỳ tà ác nào cuối cùng cũng sẽ bị đưa ra công lý. Đới nã dùng ánh sáng trói buộc trực tiếp trói ti chấp lại. Sau đó lại đem đối phương kéo qua cho Hắc Lai Vương luyện tập. Tiểu quan cũng không phụ kỳ vọng của Lạc Vũ. Thành công trong việc treo Lai Ninh Đa Lam lên và đánh. Đới nã nhìn cảnh tượng này hài lòng gật đầu đây là bước đầu tiên để tập thể dục với ánh sáng nhỏ. Có mình ở đây, như vậy cơ hội tiểu quan biến thân thành ngân hà có thể sẽ càng ít. Nhưng mình có thể giúp tiểu quan trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó, cho dù cơ hội biến thân thành ngân hà càng ít, tiểu quan đã am hiểu chiến đấu cũng sẽ không quá yếu. Chiến đấu và chơi bóng rổ, thi cử giống nhau, trước tiên phải có xúc cảm, quen chiến đấu, sau đó mới có thể làm tốt hơn hiện tại trước hết để cho tiểu quan ở trong chiến đấu luyện ra xúc cảm rồi nói sau. Đợi đến khi Black Vương đem ti chấp Daranber đánh cho hấp hối thời điểm, đái nã liền để cho tiểu quan đem ti chấp Daranber ném tới giải quyết xong nó. Tiểu quan Ok Black King nắm lấy bàn chân của Flamigo và bắt đầu sử dụng một cơn lốc xoáy để phá hủy bãi đầu xe. Hắc Lai Vương đem ti chấp Dalanbin trải qua mấy lần quay về sau ném về phía xa. Bùng, bụi tung tóe. Cơ thể khổng lồ của Lai Ninh Daranbi đập mạnh xuống đất. Dinah hiểu rằng đã đến lúc. Vì thế hai tay khoanh lại thành hình chữ thập, một tia sáng của thò dét đánh vào người dê Atambi. Ánh sáng màu lam mũi nhọn Nguyệt Nha chi nhận trực tiếp phá vỡ vỏ ngoài cứng rắn của tia chớp Dalanbi. Sau đó năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong ánh sáng hoa lệ rót vào trong đó. Một lát sau, tia chớp Dalanbin nhắm hai mắt lại an tường ngủ thiếp đi thân hình khổng lồ trực tiếp ngã xuống đất một tiếng nổ lớn và một vụ nổ lớn đã xảy ra trên cơ thể của lai ninh Daranby. khói thuốc che khuất toàn bộ dáng người của nó sau đó hai đạo quang mang màu tím bay ra lạc ở cách vị trí của mỹ linh và thái la không xa một đạo quang mang hóa thành hai người mặt đầy bụi đất hai người này chính là những người đã vứt rác bừa bãi trong rừng sáng nay mà một đạo quan mang khác hóa thành con rối quái thú của ti chớp Đa Lan Binh. Đái nạp và Hắc Lai Vương một người một thú kích quyền biểu thị niềm vui thắng lợi. Sau đó, Hắc Lai Vương gãi gãi đầu nghi hoặc nói. Mệt mỏi quá, không muốn chơi nữa. Lại nói, ta phải làm sao biến trở về đây. Đới nã lúc này lên tiếng nhắc nhở. Ta nghĩ hẳn là có thể căn cứ vào ý chí của ngươi mà khống chế miễn là trái tim của bạn cộng hưởng với Galaxy Spark và thể hiện ý tưởng muốn trở lại với một ý tưởng mạnh mẽ, tôi nghĩ nó có thể được thực hiện. Tiểu quan gật gật đầu sau đó nói. Ta đây thử xem. Một lát sau, Blackkin phát ra một trận lóe sáng, sau đó thân hình khổng lồ của hắn liền biến mất không thấy nữa. Cả người tiểu quan xuất hiện trên bãi cỏ. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đái nã, nói. Cảm ơn Lạc Vũ, ta thành công rồi. Dana gật đầu, khoanh tay trước ngực. Chiếc đồng hồ màu trên ngực anh ta phát ra một luồng ánh sáng màu trắng với các hạt màu. Toàn bộ cơ thể của Dana được bao phủ bởi ánh sáng. Sau đó phần quan mang này dần dần nhỏ đi, hóa thành quan đoàn đường kính chừng 2 mét, sau đó đồng dạng rơi vào trên bãi cỏ. Hào quang dần dần biến mất, bộ dáng anh tuấn vô cùng của lạc vũ lại xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu quan tiến lên, ông lấy lạc vũ một quyền nhẹ nhàng đánh vào ngực hắn. Tiểu quan. Ta kháo, thật không công bằng, dựa vào cái gì phương thức trời đi của ngươi đẹp trai hơn ta nhiều như vậy. Đối với việc này, Lạc Vũ chỉ là lấy một bộ nụ cười nhàn nhạt đáp lại. Đi thôi. Tiểu quan. Ừ, ba người một áo hội tụ ở đây. Thái La. Lạc Vũ, ngươi quá tàn bạo. Lạc Vũ. Thái La. À không đúng, Ngươi dĩ nhiên là đái nã ung tra mần. Lạc Vũ Ta cũng không rõ ràng lắm vì sao đái nã quang ở trên người ta, dù sao chính là vừa rồi ta giống như đột nhiên bị kích phát, có loại đặc biệt muốn biến thân cảm giác, ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Quang Ngươi đột nhiên thay đổi hành trình tới nơi này, ta hiện tại cảm thấy nhất định là thanh thần kiếm này đang triệu hoáng ngươi, ta tin tưởng chuyện phía sau nhất định không đơn giản. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Quang Ừ, hiểu rồi. Xem ra cuộc phiêu lưu của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 5 Mất đi mang cầm chi quan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Buổi tối, Lạc Vũ và Tiểu Quang trở lại trường tiểu học hàng tinh. Tiểu Quang chia sẻ một cái lều cho Lạc Vũ. Hai người dựng lều ngủ ở hai phòng khác nhau. Giờ phút này Lạc Vũ cực kỳ hưng phấn, rốt cục có cơ hội có thể bắt đầu thăm dò một đợt hệ thống. Lạc Vũ lấy di động ra, mở màn hình. Vừa vặn phát hiện trên màn hình một cái app, click vào vừa nhìn, quả nhiên là hôm nay xuất hiện hệ thống. Tuy Lạc Vũ rất muốn chăm chọc vì sao hệ thống lại ở trên điện thoại, nhưng dù sao cũng không quan trọng. Vẫn là thăm dò chức năng của hệ thống trước mới là chuyện quan trọng. Đầu tiên, bước đầu tiên đương nhiên là nhìn xem mình biến thân thành đới na ung tra mận ở đâu. Sau khi giải trừ biến, lạc vũ liền phát hiện kiếm lóe sáng của mình không thấy vì thế hắn liền suy đoán là về tới trong điện thoại di động hệ thống hệ thống không gian bên trong dù sao cái này lóe sáng kiếm cũng là từ trong hệ thống lấy ra cho nên trở lại hệ thống không gian bên trong hẳn là cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình kế tiếp lạc vũ tìm được không gian hệ thống trong hệ thống lúc này lạc vũ tràn đầy tâm tình kích động sau đó Lạc Vũ lập tức cảm nhận được tâm tình của tái lôi bố la lúc ấy. Không, không, không. Flash suốt không còn nữa. Không tìm thấy ở đâu cả. Lạc Vũ ảo não nhớ tới hệ thống, vì thế trực tiếp dò hỏi. Hệ thống, ta lóe sáng kiếm đi nơi nào? Trả lời. Thiểm quan kiếm đã biến mất. Biến mất. Tại sao lại biến mất? Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, kiếm lóe sáng này kỳ thật là dùng một lần lạc vũ nghĩ tới một loại khả năng biến mất trực tiếp nói ra suy đoán của mình thật đáng tiếc đoán đi trả lời chính xác cạch điện thoại di động trong tay lạc vũ tự động rơi xuống sau đó rơi xuống đất sau đó đầu gối mềm nhũng trực tiếp quỳ xuống đất lạc vũ trực tiếp thống khổ hô không hệ thống trong điện thoại di động cũng hoàn mỹ phối hợp với âm nhạc hợp với tình hình. Tuyết hoa bồng bềnh, gió bắt tiêu tiêu nước mắt trong suốt từ trong mắt lạc vũ rơi xuống. Thật vất vả biến thành ung tra mần, ngươi cư nhiên nói cho ta biết đó chỉ là một lần. Điều này đối với lạc vũ mà nói là đã kích đau đớn cỡ nào a? À? Báo cho ký chủ, đái nã ung tra mần biến thân khí chỉ là lúc ấy trợ giúp ký chủ học tập tân thủ giáo trình đạo cùng mà thôi hệ thống cũng không có nói qua đó là vĩnh cửu vật phẩm lạc vũ mang theo tiếng khóc nức nở ủy khuất hô to ngươi cũng không nói là dùng một lần a à. hệ thống im lặng lạc vũ vừa khóc vừa cầm lấy di động rơi trên mặt đất tuy rằng rất khó chịu nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục nhớ rõ hình như có một túi quà lớn dành cho người mới hy vọng có thể lấy được chút gì đó bù đắp tổn thất một chút đi lạc vũ cầm lấy điện thoại di động mở ra hệ thống cũng bắt đầu mở ra tân thủ đại lễ bao xin hỏi có xác nhận mở túi quà lớn cho người mới hay không lạc vũ xác nhận mở ra thành công chúc mừng chủ ký sinh đạt được biến thân khí của đới nã ung tra mừng thiểm quan kiếm chúc mừng ký chủ thu được một 000 quan năng tệ chúc mừng ký chủ lấy được thể cường hóa nhân thể lạc vũ vốn còn đang khóc nhìn thấy trong túi quà lớn của tân thủ đột nhiên xuất hiện kiếm lóe sáng nước mắt lập tức thu lại lạc vũ nhân dân lãng phí tình cảm của tôi hệ thống biến thân khí tại tân thủ đại lễ bao bên trong ngươi nói sớm a à? hệ thống im lặng chờ một chút lần này sẽ không lừa gạt chứ hệ thống đây là thật biến thân khí sao không phải chỉ là cái vỏ không có mang lấy ánh sáng A. À? Hệ thống. Im lặng. Lạc vũ phát hiện hệ thống lại không nói lời nào. Được rồi, chơi như vậy phải không? Hệ thống. Ta cũng không nói là vỏ bọc A. À? Cái gì? Chẳng lẽ là đồ chơi nhựa? Trời ạ! À? Hệ thống. Quên đi, lấy ra mau nhìn xem. Lạc vũ đối với thiểm quan kiếm trong không gian hệ thống click vào chữ, trích xuất ngay sau đó một đạo quan mang liền từ trong màn hình điện thoại di động bay ra lạc vũ bắt lấy đới nạ thiểm quan kiếm cứ như vậy xuất hiện trong tay lạc vũ cảm nhận được trọng lượng này loại cảm xúc này không biết vì sao cảm giác giống như có ánh sáng rất ấm áp bên trong vật này thì ra đây chính là kiếm lóe sáng lúc trước cũng không có hảo hảo cảm xúc một chút hiện tại đáng tiếc hiện tại là giả không đúng giả hay không giả, hẳn là thử qua mới biết được. Để tôi xem, cái nút ở đâu? Sao thanh kiếm này không có nút bấm? Lúc ấy ta biến thân là cái dạng này sao? À đúng rồi, lúc ấy tôi nhớ hình như cũng không có nút bấm. Ta dơ lên hô to một tiếng liền thay đổi. Chẳng lẽ nói, mặc dù bộ dáng này không giống đồ chơi, tôi rất hài lòng. Nhưng ta phải biến thân như thế nào đây? Lạc Vũ cầm kiếm lóe sáng dơ cao đỉnh đầu, sau đó hô to một tiếng. Hèn xin. Một lát sau, không hề có động tĩnh. Lạc Vũ phản phất cảm giác trên đỉnh đầu có một hàng quả đen từ phía trên bay qua. Lạc Vũ. Tôi am. Am, am, TNNG, hệ thống, ngươi đùa dẫn ta đúng không? Cuối cùng hệ thống cũng lên tiếng. Từ trong lời nói, Lạc Vũ cảm nhận được hệ thống im lặng. Báo cho ký chủ biết, biến thân khí là thật vậy tại sao biến thân khí không có nút bấm biến thân là dựa vào ý niệm của nhân gian thể khi ý niệm lực của ký chủ đạt tới một trình độ nhất định cùng quan mang của biến thân khí sinh ra cộng hưởng quan mang chân chính sẽ đáp lại mong đợi của ký chủ lạc vũ thản nhiên nói nói tiếng người khi ký chủ nghiêm túc muốn biến thân cầm biến thân khí là có thể biến thân sau khi nghe hệ thống giải thích như vậy Lạc Vũ cũng hiểu cụ thể thao tác như thế nào. Điều kiện biến thân là ý chí. Nói cách khác, mình cần nghiêm túc biểu đạt ra ý nghĩ muốn biến thân của mình. Vừa rồi tuy rằng mình quả thật làm ra động tác biến thân, nhưng quả thật, mình kỳ thật cũng không muốn biến thân. Dù sao mình hiện tại đang ở trong trường tiểu học hàng tinh. Thật đúng là sợ đột nhiên biến thân thành đới na ung tra mần. Như vậy nếu bị người khác nhìn thấy, vẫn là rất hỏng bét mấu chốt là, chính mình cũng không thể bảo đảm mình nhất định có thể biến thân thành người bình thường lớn nhỏ. Vạn nhất vừa đi ra, mình chính là bộ dáng 50 mét thì sao? Vạn nhất vừa biến thân, chính mình cũng chỉ là ở trong trường học này tại chỗ biến thân, vậy trường học này không phải bị hủy sao? Hơn nữa, nói thật ra, hệ thống cũng không cần phải đùa dẫn chính mình là được. Đúng rồi, muốn xem, có thể biến thân hay không? Lần này Lạc Vũ nhắm hai mắt lại mở trong vài giây ánh mắt lúc này tràn đầy ý chí kiên định lạc vũ trong tay nắm chặt kiếm lóe sáng sau đó nâng nó lên trên đầu sau đó nhỏ giọng hô một câu đái nã giọng nói tuy nhỏ nhưng tất cả đều là tình cảm quả nhiên thủy tinh gấp lại của kiếm lóe sáng trực tiếp mở ra quang mang trong nháy mắt bắn ra bao trùm thân thể lạc vũ không xong rồi tôi hiện tại đang ở trong trường học không được, phải biến thân thành lớn nhỏ bằng người. Nhưng mà... Ánh sáng nhanh chóng rút đi, thân thể chừng 180cm của Dana Ultraman xuất hiện trong gian phòng này. Tạo thành loại tình huống này không phải trùng hợp, chính là ý chí của Lạc Vũ. Vốn hắn vô cùng hoảng hốt, nhưng khi mình tiếp xúc với đới nã quan mang, hắn liền không khẩn trương nữa. Có một loại cảm giác mình có thể tự do điều khiển. Vì thế dưới ảnh hưởng của ý chí hắn, dáng người vốn nên biến lớn trực tiếp hóa thành lớn nhỏ loại cảm giác này rất kỳ lạ nói cách khác giống như bạn vừa lấy được bằng lái xe nhiều năm rồi không đụng vào xe muốn bạn lái xe còn chưa lên xe bạn sẽ cảm thấy rất hoảng loạn hoảng loạn tim đập thình thịch giống như đã quên hết tất cả phương pháp lái xe giống như một người mới nhưng ngay khi bạn bước vào xe cảm giác đó xuất hiện đột nhiên không còn căng thẳng nữa. Không rõ tại sao lại như vậy, nhưng người chính là hiểu được kế tiếp nên làm cái gì, nên làm cái gì, có thể tự do khống chế con, giả thú dưới thân mình. Chương 6 Hệ thống rút thẻ tới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Lạc vũ cầu nguyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau đó chính là Âu Bố Tam trọng hình thái, Tiệp Đức Hào Dũng hình thái, cái này hợp lý, vĩnh viễn không kinh ngạc, sẽ không bài qua, Tiệp Đức Tôn Hoàng hình thái. Đặc biệt, Bình Thành Áo cũng có một phần trong đó. Ví dụ như gai SV, hình thái tương lai của Ga Úc, hình thái trưởng thành màu xanh da trời của nai, vv. Sau đó chính là hình thái màu đỏ. Thiểm địch, cứu thiểm tái, lệnh già, vô hạn mộng, Phượng hoàng mộng, An Bội Lạc tinh nhân tiểu kim nhân đều là cấp bậc này. Màu sắc rực rỡ, chí cao vô thường, thần tứ, truyền kỳ hải mạc kiệt đốn. Bất quá, Lạc Vũ từ trong miệng hệ thống còn nghe được hai tin tức đặc biệt. Bất quá, không biết là thật hay giả. Nghe nói tại vũ trụ còn chưa hình thành thời điểm, tà thần Grimm cũng đã tồn tại, khi đó nó mới là nó hoàn chỉnh nhất, thực lực đỉnh cao nhất thời khắc. Mà từ khi vũ trụ hình thành, ánh sáng và bóng tối bắt đầu tách rời, lực hỗn độn bắt đầu suy yếu. Trải qua hơn một tỷ năm sau, lực lượng của tà thần Grim đã sớm khác một trời một vực so với quá khứ. Cuối cùng mới biến thành cái dạng kia của thái ca kịch bản. Nếu luận về thực lực mạnh nhất của tà thần, hệ thống rõ ràng cho thấy nhân vật không phải màu sắc trực trở. Lạc Vũ suy đoán, đỉnh phong nhất tà thần Grimder có lẽ là thần tứ đều không thể địch nổi đáng sợ quái vật. Bất quá cũng may, vũ trụ hình thành kỳ thật cũng nhất định gờ diệt vong vận mệnh. Ngoài ra còn có một thông báo rằng hệ thống cho biết các nhân vật màu có tổng cộng 6 chữ số. Nhưng Lạc Vũ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra người thứ sáu là ai. Chẳng lẽ là Draco? Cũng chỉ có khả năng này. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Lạc Vũ đưa ra quyết định. Tiết kiệm tiền. Chỉ cần tiết kiệm được 10 v đúc bản thân có thể đạt được nhân vật màu cam đầu tiên trong triệu hoán vũ trụ cực đỉnh đậu má ngẫm lại từng nhân vật màu cam thực lực nghịch thiên kia mình cảm giác nước miếng cũng sắp chảy ra nhưng mà mười vê đúc cảm giác thật khó quan năng tệ làm sao đạt được a à? lạc vũ lại bắt đầu hỏi hệ thống mời ký chủ tự mình thăm dò tiêu đề am e am bỏ qua năm trăm từ ở đây quên đi vẫn là tự mình xem đi Lạc Vũ nhìn xem có thể tìm được tin tức hữu dụng gì trên hệ thống hay không. Vì thế vừa vặn nhìn lên hệ thống giao diện phía trên cùng tin tức nhắc nhở. Lạc Vũ mở ra xem. Có hai tin nhắn. Điều thứ nhất là. Chúc mừng ký chủ đạt thành tựu. Ngăn cản Ngân Hà Ung Tra Mần lần thứ nhất biến thân, đạt được ban thưởng một nghìn quan năng tệ. Điều thứ hai là. Chúc mừng ký chủ đánh bại quái thú thiểm điện Đạt Lan Biêu, được thưởng một nghìn quan năng tệ nhìn hai tin tức này lạc vũ cũng hiểu được xem ra con đường lấy được quan năng tệ ít nhất trước mắt xem ra chính là hai con đường này đạt thành tựu và tiêu diệt quái thú lạc vũ trong lòng nghĩ đến sau đó hệ thống khẳng định đúng vậy lạc vũ không nói gì nhất định phải tự mình tìm đáp án ta cần ngươi có ích lợi gì hệ thống im lặng số dư hiện tại của quan năng coi ba nghìn sáng sớm hôm sau trong thần xã ngân hà tiểu quan gia gia vốn ở thần xã ngân hà lại không có ở đây hiện tại chỉ có một mình lạc vũ ở đây lạc vũ giờ phút này đang quỳ gối trên đệm trước mặt ngân hà thần xã nhắm mắt lại thành kính chắp tay trước ngực sau đó khẩn cầu ngân cự thần vĩ đại tin rằng ngươi cũng hiểu tên trong bóng tối kia sớm muộn sẽ hồi sinh ta khẩn cầu hy vọng ngài có thể ban cho ta lực lượng không phải vì công lý cũng không phải vì vinh quang chỉ đơn giản là muốn bảo vệ thế giới nơi mọi người có thể sống hạnh phúc chỉ là vì bảo vệ mọi người bảo vệ bằng hữu của ta chỉ vậy thôi cho nên nếu ngài có thể nghe được yêu cầu của ta có thể cho ta một cơ hội thử đem một bộ phận thần lực vĩ đại của ngài ban cho ta hay không để cho ta có thể có được lực lượng thủ hộ mọi người lần nữa thành kính khẩn cầu ngài lạc vũ nói xong một đống lớn chính mình cũng cảm thấy lúng túng mà gãi chân. Nhưng là không có biện pháp, vì đạt được ngân cử thần thần lực, mình lại nhất định phải làm. Sau đó địch nhân thực lực không tầm thường, chỉ dựa vào đái nã căn bản không thể chống lại. Đới nã chỉ có thể xem như nhân vật màu vàng, phía sau thậm chí có nhân vật màu cam, thậm chí là nhân vật màu đỏ. Phẩm chất bất đồng, đẳng cấp thực lực kém một đoạn lớn. Hơn nữa càng đi lên, chênh lệch càng lớn. Ngay cả một nhân vật màu cam cũng không có. Cơ hội rút thể cần rất nhiều quan năng tệ, cần thời gian dài. Theo tiến độ trước mắt, đánh xong TV có thể cũng không nhất định có thể đạt được nhiều quan năng tệ như vậy. Từ nội dung vở kịch mà xem, thần xã hẳn là có sức mạnh và ý chí mà ngân cự thần để lại. Liều mạng điểm này khả năng, nhìn xem có thể hay không lấy được ngân cự thần một phần lực lượng. Lấy. Cái thứ đó có thể tranh thủ được một chút lực lượng là một chút bởi vì nguyên nhân này lạc vũ mới bắt đầu sáng sớm liền thừa dịp tiểu quan gia gia không ở trước mặt ngân hà thần xã khẩn cầu một lát sau lạc vũ mở mắt sau đó nhìn bốn phía tay trái không có tay phải cũng không có còn túi thì sao không ai cả lạc vũ thất vọng thở dài nói xem ra là không được rồi không lấy được cũng chỉ có thể thôi vốn cũng chỉ định thử một đợt chính mình kỳ thật cũng đã sớm cảm thấy không có khả năng chẳng qua là ông hy vọng nhỏ bé thử một lần mà thôi nếu không có thì chỉ có thể nghĩ biện pháp khác xem có thể vượt qua cửa ải khó khăn hay không tiểu quan bọn họ đâu tuy rằng lúc trước tận lực tránh đi hiện tại chuyện của ta kết thúc cũng có thể đi tìm bọn họ đúng rồi hiện tại đến kịch bản gì đây ta nhớ rõ tập thứ nhất phía sau là bạo tẩu tộc xong rồi lạc vũ vừa dứt lời sau đó cả người như đạn pháo nhanh chóng rời đi tốc độ này người thường thậm chí chỉ có thể bắt được tàn ảnh hắn rời đi một lúc sau ông nội của hikaru quay trở lại galaxy shin hắn lộ ra nụ cười hòa ái sau đó nhìn phương hướng lạc vũ rời đi sau đó bắt đầu nói ngươi trẻ tuổi mặc dù ta biết lời vừa nói cũng không phải chủ ý của ngươi nhưng mà ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định không phải là một đứa trẻ hư. Hy vọng sau này ngươi có thể đối đãi tốt với lực lượng này. Tương lai giao cho đám thanh niên các ngươi. Có thể thấy được, tiểu quan gia gia hoàn toàn hiểu rõ nhất cử nhất động vừa rồi của Lạc Vũ. Ông nội tiểu quan vương ngón trỏ và ngón giữa khép lại, đặt ở trước mặt mình, bắt đầu niệm một ít chú ngữ người thường nghe không hiểu. Theo thời gian niệm chú của ông nội tiểu quan dài hơn, huy chương ngân hà của thần xã ngân hà bắt đầu tỏa sáng, hơn nữa ánh sáng càng lúc càng sáng. Sau khi tiểu quan gia gia đọc xong, ngân hà thần xã bắn ra một cổ quan đoàn vô cùng chói mắt. Tiểu quan gia gia vương tay, điều khiển quan đoàn ném về phía lạc vũ rời đi. Mà bên kia, tiểu quan bọn họ nguyên bản ở trên sân bóng đá chơi đùa, dựa theo nguyên tác nội dung vở kịch gặp quấy rầy bọn họ cưỡi xe máy bạo tẩu tộc. Bạo động vây quanh mọi người trong lưới bóng đá mỹ linh thật sự chịu không nổi sau đó dùng bóng đá trong tay đánh trúng đầu bạo tẩu tộc bởi vậy mỹ linh cũng khiến cho bạo tẩu tộc đối với nàng hứng thú bọn côn đồ đâm thẳng vào cô ấy mỹ linh trong lúc chạy trốn ngã sắp xuống tiểu quan ôm lấy mỹ linh ngã sắp xuống kịp thời né tránh sự nghiền nát của xe máy dân tộc bạo tẩu nhưng bạo tẩu tộc cũng không có buông tha mỹ linh như vậy nhất là nhìn dáng vẻ ân ái của tiểu quan và mỹ linh Bạo tẩu tộc lập tức nhớ tới lời thề năm đó mình đã phát ra trong đoạn SS. Bắn tất cả, tình nhân đều chết cho ta. Giờ phút này, ngay khi bạo tẩu tộc sắp đụng phải hai người, một đạo thân ảnh từ trên bầu trời bay tới. Đồng thời còn kèm theo một thanh âm. Ăn ta một chiêu, Lạc Vũ phi đá. Chương 8. Lớn ngoại quải, ngân hà ánh sáng hỏa hoa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lạc Vũ trực tiếp một cước đem bạo tẩu tộc cùng xe máy đạp bay. Sau đó, Lạc Vũ dưới ảnh hưởng của lực phản ứng, ở trên không trung tới một cú lộn nhào. Sau đó từ trên không trung cao hơn 10 mét vững vàng rơi xuống đất. Rầm một tiếng, một vật thể màu xanh làm rơi xuống. Bất quá Lạc Vũ cũng không có phát hiện. Lạc Vũ nhìn về phía Tiểu Quang và Mỹ Linh, lo lắng dò hỏi. Tiểu Quang, Mỹ Linh, hai người không sao chứ? Tiểu Quang đáp lại cảm ơn lạc vũ chúng ta không sao bạo tẩu tộc bên cạnh tuy rằng ngã sắp xuống nhưng đúng lúc đứng lên khi thấy rõ đối phương là một đứa trẻ hắn vội vàng nâng xe lên sau đó chuẩn bị xung phong lần nữa bạo tẩu tộc vặn vẹo tay lái xe sau đó xe khởi động trực tiếp xông về phía lạc vũ còn đang nhìn tiểu quang và mỹ linh tiểu quang nhìn thấy xe sắp đâm vào lạc vũ lo lắng hét lớn lạc vũ phía sau Lạc Vũ xoay người đi. Bạo tộc hô to một tiếng. Tây nội. Mỹ Linh sợ tới mức căn bản không dám nhìn. Thế nhưng một lát sau, Mỹ Linh không nghe được bất luận kẻ nào kêu thảm thiết. Chỉ nghe được thanh âm kích động của tiểu quan cùng tiếng trống phẫn nộ hoài nghi nhân sinh của bạo tẩu tộc. Điều này không có khả năng, ngươi làm sao có thể. Khi Mỹ Linh ngẩng đầu lên nhìn phát hiện Lạc Vũ giờ phút này đang vươn một chân chống lại xe máy của hắn. Lốc xe máy không ngừng lăn nói cho mọi người biết, xe đang trong trạng thái khởi động. Bạo động điên cùng vặn tay nắm. Tốc độ của xe máy đạt mức cao nhất. Nhưng mà, xe dưới lực lượng của Lạc Vũ, một bước cũng không đi tới được. Chuyện gì xảy ra? Điều này không có khả năng a. À. Lạc Vũ không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Sau đó cả người nhanh chóng tránh ra chiếc xe máy cuối cùng cũng di chuyển sau đó lạc vũ lại bắt được xe chiếc xe lại một lần nữa không thể nhúc nhích lạc vũ đem mặt tiến vào hướng lỗ tai bạo tẩu tộc phát ra tiếng thì thầm của ác ma lần sau lại vừa xuất hiện trước mặt ta ta sẽ cho ngươi cũng nếm thử bị người truy tư vị nghe hiểu không lạc vũ buông lỏng tay sau đó lại một cước tăng tốc cho chiếc xe này bạo tẩu tộc không thể khống chế xe sau đó xông về phía vị trí bể rác xa xa lạc vũ khinh thường cười khẽ một tiếng muốn đấu với ta ngươi còn sớm hai vê đúc mà lạc vũ nói xong liền định cùng tiểu quang và mỹ linh hội hợp nhưng mà chân vừa động liền đụng phải cái gì đó lạc vũ nghi hoặc sau đó cúi người nhặt vật kia lên xem bề ngoài màu lam giống như thủy tinh ngoại hình cơ bản giống như đúc với tia lửa ngân hà lúc này Ngân Hà quang hoa lửa, đây không phải là thứ ta vừa rồi vẫn muốn lấy được sao? Đúng vậy, Lạc Vũ vừa rồi ở trong Thần Xã Khẩn Cầu chính là vì một kiện bảo vật này. Ngân Hà ánh sáng tia lửa cùng Ngân Hà tia lửa giống nhau, đồng dạng có được cùng tia lửa nhân ngẫu siêu cấp dung hợp năng lực. Trong phim gốc chính là Thần Xã Ngân Hà ban cho mọi người sức mạnh này. Lạc Vũ chính là muốn nhìn xem mình có thể đạt được phần lực lượng này hay không. Nếu như lấy được khẳng định đối với trước mắt mà nói là có trợ giúp rất lớn tuyệt đối là một đại trợ lực bất quá lạc vũ cho rằng mình thất bại cho nên nói sáng nay khẩn cầu thành công nhưng là không nên a à. ta nhớ lúc ấy trên người không có tới chẳng lẽ ta mất trí nhớ hay là do tên bạo tẩu kia đánh rơi ạ à, tôi vẫn cảm thấy xác suất mất trí nhớ của mình lớn hơn một chút một bên Tiểu quan quan tâm hỏi Mỹ Linh. Vẻ ngoài của Mỹ Linh thoạt nhìn rất không thích hợp. Nghe được thanh âm của tiểu quan, Lạc Vũ cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó nhanh chóng đem tia lửa ngân hà trên tay bỏ vào trong túi của mình. Ngân hà quan quan hoa lửa, hiện tại trước phóng lên mới được. Một lát sau, Lạc Vũ trở lại lều trại của mình, bắt đầu suy tư về tia sáng ngân hà. Chuyện gì xảy ra? Cầu nguyện thành công rồi nhưng ta nhớ huy hiệu của thần xã ngân hà không phát sáng hơn nửa túi của mình vốn cũng không phồng lên hay phát sáng các loại chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lực lượng ngân cự thần trong thần xã ngân hà có hiệu lực chậm lại lại nói tiếp ta nhớ rõ hệ thống rất trí năng tới không biết nó có thể hay không giải đáp đâu này hệ thống căn cứ vào tình huống bất đồng hệ thống có thể cho gợi ý nhất định lạc vũ vừa định mở miệng hỏi hệ thống liền đáp lại trí năng ít nhất có đôi khi vẫn là rất tốt không cần tốn nhiều miệng lưỡi vì thế lạc vũ mở miệng hỏi chính mình ngân hà ánh sáng tia lửa là mới khẩn cầu có hiệu lực kết quả sao không lạc vũ nhíu mày nghĩ thầm không nghĩ tới cái này lại trả lời vậy là chuyện gì xảy ra hệ thống lại im lặng một lần nữa xem ra vấn đề tương đối nhỏ này lại không giải thích nhưng ít nhất cũng hiểu được một chút nếu không phải cầu nguyện của mình có hiệu lực như vậy là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ngân cự thần chủ động đáp lại không đúng vậy hẳn là sẽ tính là cầu nguyện có hiệu lực lạc vũ gãi gãi đầu phiền não nói quên đi cho là được những thứ khác nghĩ nhiều như vậy làm gì dù sao thì đây cũng là chuyện tốt nếu là chuyện tốt vậy là được rồi bụng hơi đói không biết tiệm đồ ăn vặt gần nghe hồng này có bánh cây hay không có chút nhớ chính món cây của tôi. Lạc Vũ đi trên đường đến tiệm ăn vặt. Tuy rằng lúc trước nói là chuyện tốt là được, bất quá vấn đề này vẫn giống như mây đen bao phủ ở đỉnh đầu Lạc Vũ. Lạc Vũ vừa đi vừa nghĩ. Ngân cự thần chủ động đáp lại cho lực lượng, vậy coi như khẩn cầu của mình có hiệu lực. Nhưng mình quả thật đã đạt được tia lửa ngân hà, nói cách khác ngân cự thần đúng là cho lực lượng. Như vậy nếu không phải chủ động, như vậy hẳn là bị động. Nói như vậy chính là có người đem lực lượng của ngân cự thần cho ta. Nói cách khác nhất định phải có một đối tượng làm chuyện này. Nhưng ta làm không được, như vậy hẳn là người khác làm. Như vậy có thể làm được điểm này, hơn nữa có khả năng nhất, đó không phải là người được chọn trước, ông nội của tiểu quan. Lạc Vũ Kinh Hải, bước chân cũng ngừng lại. Cứ như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể nghĩ thông suốt. Ông nội tiểu quan trong nguyên tác đã có sức mạnh của người phi thường, lúc ấy tinh lọc Luke an nhập vào người hiệu trưởng, tuy rằng cuối cùng vẫn không có sức mạnh địch lại con đường cũ. Căn cứ vào nội dung vở kịch an bài suy đoán, rất có thể hắn chính là ngân hạ ung tra mận nhân gian thể giao chiến với hắc ám lộ cơ an. Nếu là hắn thì có thể. Hơn nữa nhớ tiểu quan từng nói, ông nội cậu ấy bình thường buổi sáng đều ở trước mặt thần xã, lần này đột nhiên bị tôi bắt được khe hở, có chút là lạ nói không chừng lúc đó người ta đang lén nhìn tôi ta kháo nói như vậy chết tiệt lúc ấy lời thoại xấu hổ không phải tất cả đều bị người ta nghe được thật xấu hổ muốn chui xuống đất ta điểm chú ý kỳ quái của lạc vũ lạc vũ không khỏi che mặt thầm nghĩ khi lạc vũ ở trong lòng nghĩ thông suốt sự tình về sau hệ thống cũng vào lúc này bắt đầu giao phó sự tình đúng vậy sự tình chính là lễ đường tú chân Tổ phụ của Lễ Đường Quan làm. Tia sáng ngân hà của chủ ký sinh chính là ánh sáng đối phương giao cho. Nghe được mã hậu pháo của hệ thống, Lạc Vũ chỉ muốn giơ ngón giữa lên. Bất quá quên đi, nếu mình đã đạt được ngân hà ánh sáng tia lửa, như vậy đây chính là trở nên mạnh mẽ bước đầu tiên. Hắc ám lộ cơ an bên trong thủ làm phòng bên trong, đây chính là có siêu nhiều tia lửa nhân ngẫu. Đến lúc đó tùy tiện đào lên mấy cái trâu bò một chút, phía sau ta có thể phát đạt cố lên, dết. Chương 9 Lạc Vũ, Tà Siêu Nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày hôm sau, Tiểu Quang còn đang ngủ bị bạn bè đánh thức. Kiện Thái và Thiên Thảo nói với Tiểu Quang, nơi đó đều không tìm thấy Mỹ Linh. Hai người lo lắng có bị bạo tẩu tộc hôm qua quấy rầy hay không? Nghe được tin tức tìm không thấy Mỹ Linh, đối phương có khả năng gặp nguy hiểm, Tiểu Quang vội vàng đứng dậy đi tìm ở giữa tình cờ gặp được một người bạn trong chùa ở trong miệng bạn bè biết được tung tích của mỹ linh sau khi tiểu quang tìm được mỹ linh trên sân thể dục hai người bắt đầu tâm sự mỹ linh nói phát hiện mình yếu đuối sợ cản trở tiểu quang và lạc vũ vì thế lựa chọn cự tuyệt sau này cùng bọn họ hành động mà tiểu quang ở một bên chỉ là một mình mất mát trở về sau đó cho thấy căn bản nghe không hiểu tiếng người trong phòng lạc vũ tiểu quang đang một mình nằm trong lều của lạc vũ Lạc Vũ ở bên cạnh đang ngồi cùng Thái La trên bàn. Trong nội dung vở kịch ban đầu, Tiểu Quang tỏ vẻ nghi hoặc đối với lời nói của Mỹ Linh. Vì thế trở về phòng cùng Thái La tiến hành nói chuyện phím. Dưới sự trị liệu của Thái La, hiểu được mình nên làm cái gì? Ở đây chen một câu ngoại ngữ. Con bà nó, Thái tử gia lúc ấy nếu như ngươi có thể có một nửa trong ngân hà TV biết nói chuyện, Torrecia cũng không đến mức sa đọa hắc ám thế hệ mới trực tiếp bớt đi hơn phân nửa chuyện bức bách. NNG, C Vân, anh không nên có trí thông minh cảm xúc như vậy, nó không phù hợp với thiết kế của anh. Trở lại vấn đề chính. Vốn tiểu quan tìm Thái La tâm sự, nhưng hiện tại, vị trí trong lòng tiểu quan đã bị lạc vũ chiếm cứ. Thanh Mai trúc mã thêm trời giáng thêm chiến hữu sau này, một đống bút này con trai ruột của Thái La giờ phút này đã hoàn toàn là hình dạng của lạc vũ. Khụ khụ, kéo xa rồi. Tóm lại, hiện tại tiểu quan tới tìm lạc vũ tâm sự, bất quá thuận tiện mang theo Thái La. Tiểu quan. Không biết Mỹ Linh rốt cuộc đang nghĩ gì? Lạc vũ theo bản năng nói. Đang nghĩ đến anh. Ánh sáng âm, hả? Lạc vũ vội vàng ho khan hai tiếng bắt đầu lừa gạt nói. Tôi hỏi anh, Mỹ Linh đã nói gì với anh? Tiểu quan nói. Mỹ Linh nói, chúng ta không nên ở bên nhau nữa. Sợ liên lụy chúng ta gì gì đó. Thật sự hoàn toàn không hiểu Mỹ Linh đang nghĩ gì. Lạc Vũ nghĩ nghĩ mở miệng nói. Tiểu quan, ngươi có thế cuối cùng chiến thắng ti chấp Đa Lan không chỉ là dựa vào Black Vương nguyên bản lực lượng, còn có chính ngươi tâm linh lực lượng. Nếu không phải vì sức mạnh tâm linh của bạn cộng hưởng với Black King, thì sẽ không thể đánh thức sức mạnh thực sự của Black King và sau đó treo Lightning Dalabin nhớ lại lúc ngươi biến thân thành hắc lai vương không để ý đến an nguy của bản thân bảo vệ ta và mỹ linh rốt cuộc đã nghĩ gì cứ như vậy ngươi nhất định có thể tìm được đáp án ngươi muốn tiểu quan nghe lạc vũ nói xong như có điều suy nghĩ sau đó tiểu quan nói một tiếng cảm tạ với lạc vũ sau đó liền đi ra ngoài mà giờ phút này lạc vũ trong lòng vui mừng nói may mà lão áo ta mê mẩn Thái La lúc ấy nói những lời này ta lúc ấy còn hơi nhớ một chút. Theo như lời nói, đại khái là như vậy. Nội dung vở kịch sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Quả nhiên cơ trí như ta. Đồng thời, Thái La ở một bên ở trong lòng phun tạo nói. Không phải anh đã làm việc đó sao? Cùng tiểu quan có quan hệ len lỏi, không có hắn kết cục cũng như thường. Hơn nữa ti chấp Đạt Lan bị nhĩ nói không chừng còn có thể bớt đau khổ một chút theo cốt truyện ban đầu the mop được tìm thấy bởi người ban dê và ban cho con quái vật sức mạnh có được con búp bê quái vật của người hành tinh kemmer tại chạng vạn tối bạo tẩu tộc tại trường học ngồi sổng đến mỹ linh trực tiếp biến thân thành kemmer tinh nhân mỹ linh bên này bắt đầu truy đuổi chiến các ngôi sao kemmer dự định kết thúc trò chơi đuổi theo này sau khi chơi một lúc đem mỹ linh cuối cùng bước tới sau lưng trường học ngay khi mỹ linh nguy hiểm tiểu quan kịp thời chạy tới. Một cú sút bóng đá mạnh mẽ tạm thời đẩy lùi các ngôi sao kem mơ. Thế nhưng ngay khi tiểu quan quan tâm Mỹ Linh, khải mổ nhĩ tinh nhân không nói võ đức, đánh lén. Tiểu quan bị trực tiếp ấn xuống đất ma sát. Lúc nhìn thấy tiểu quan bị địch nhân tra tấn, Mỹ Linh sợ hãi không được bắt đầu một đợt hồi ức dết chóc, cởi bỏ khúc mắt. May rèn lấy hết can đảm và vung chổi đánh nhau. Nhưng không có tác dụng mây ren vung cây chổi của mình chống lại kem sa mang. Khải mổ nhĩ tinh nhân từng bước ép sát, Mỹ Linh không ngừng lui về phía sau, thế nhưng công kích trên tay cũng không có dừng lại. Bởi vì lần này cô nhất định phải bảo vệ tiểu quan thật tốt. Bảo vệ người luôn bảo vệ mình. Mỹ Linh. Anh. Đừng tới đây. Khải mổ nhĩ tinh nhân phát ra tiếng cười quái dị sau đó trào phúng nói. Dùng sức đi, có phải không có ăn cơm không? Lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai của Khải Mổ Nhĩ Tinh Nhân. Vậy còn anh? Anh ăn chưa? Nếu không ăn, thì ăn một quyền của tôi đi. Người kem mơ nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, chỉ phát hiện một nắm đấm to bằng bao cát trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Nắm đấm đánh thẳng vào mặt kem mơ Starman. Khuôn mặt vốn xấu xí đã xảy ra biến dạng, trở nên càng thêm xấu xí một cổ lực lượng cường đại truyền tới. Người kem mơ giống như mũi tên bị bắn bay ra ngoài, đập vào vách tường phía sau. Ban một tiếng, đồng thời còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của khải mổ nhĩ tinh nhân. Không. Sau đó, các ngôi sao kem mơ rơi xuống từ trên cao. Mà vách tường cùng hắn xem mắt, giờ phút này đã chia năm xẻ bảy. Những vết nứt trên mạng nhện dày đặc trên tường. Đột nhiên phát sinh dị biến làm cho mọi người lắp bắp kinh hãi. Mỹ Linh nhìn về phía thân ảnh ra quyền bên cạnh kinh ngạc nói. Lạc Vũ. Lạc Vũ thu hồi nắm đấm, sau đó gọi Mỹ Linh bên cạnh đi chiếu cố tiểu quan. Bản thân hắn khoát tay áo, sau đó hai tay chống nạnh nhìn về phía khải mổ tinh nhân ngã trên mặt đất nói. Ta nói rồi, lại xuất hiện ở trước mặt của ta, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy não của mình, ngươi không nghe rõ sao. Ngươi hâm mộ lựa chọn. No, it's not what bạn xác, right anh đã bao giờ nói câu đó chưa? Đồng thời hệ thống cũng phát ra gợi ý. Báo cáo ký chủ, cảnh cáo lần trước của ngươi không phải nói một câu này. Lạc vũ. À. Ai nói, ta nói ta nói, đó chính là nói. Ai phản đối? Hệ thống. Sau khi người kem mơ đứng dậy, anh ta hét lên giận dữ. Hoa a a a a. Nói xong, khải mổ nhĩ tinh nhân thân thể liền bắt đầu chậm rãi biến lớn. À. Mà giờ phút này, Lạc Vũ trực tiếp đi lên một quyền đánh bay đối phương ra ngoài thật xa. Muốn biến thân. Người đang nghĩ cái rắm ăn. Một quyền này đi xuống, kem mơ tinh nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trăm mét khoảng cách. Bất quá thật đáng tiếc, điều này cũng không ngăn cản khải mổ nhĩ tinh nhân biến thân. Bất quá, Lạc Vũ tự mình cũng biết là được lạc vũ chép chép miệng vươn tay ra sau đó hướng trên bầu trời hô áo đặc lão lục hiện lạc vũ vừa dứt lời một đạo quang mang thoáng hiện ra hai quái thú nhân ngẫu rơi vào trên hai tay lạc vũ hai con quái thú này đương nhiên chính là black king và tia chấp dalanbin mà mang đến hai người này tự nhiên là đồng bọn trung thành của chúng ta tái khụ khụ taylor ung tra mừng thái la Mết chơi ngành chưa xong đúng không? Gọi ai là lão lục đây? Khi tôi lớn lên, nhất định phải cho anh ăn một phát tia sáng. Không đúng, là bom áo đặc. Đương nhiên, Thái La trước mắt cũng chỉ có thể là ở trong lòng phát tiết phẫn nộ. Chương 10 Có trí thông minh nhân vật chính Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thái La bất mãn với cách xưng hô yêu thích của Lạc Vũ. Lạc Vũ, có thể đừng gọi ta cái tên này được không? vì cái gì, ta cảm thấy rất tốt a. À. Sau khi Lạc Vũ nói xong, còn bắt đầu hát. Tai rô ung -um tra no. xấu Ung um tra lão lục. Gọi như vậy không đúng sao? Thái la. ạ Cũng không phải không đúng, nhưng gọi lão lục như vậy, cứ cảm thấy là lạ. Lạc Vũ vừa cười vừa nói. Trêu chọc người đấy, lần sau sẽ không kêu nữa. Nhìn thấy Lạc Vũ cùng Thái La không nhìn mình nói chuyện phím, khải mổ tinh người ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ rống to một tiếng. Cuộc trò chuyện giữa Lạc Vũ và Thái La đã bị một câu nói ồn ào này cắt đứt. Sau khi khải mổ nhĩ tinh nhân phẫn nộ hô xong, Lạc Vũ bất mãn phát tiết với khải mổ nhĩ tinh nhân. Gọi anh là ngựa hả? Ồn ào cái gì? Nhìn thấy Lạc Vũ không chút sợ hãi mình, còn dám trống mình, khải mổ nhĩ tinh nhân nhất thời ngây ngẩn cả người. Hay lắm, rốt cuộc tôi là quái thú, hay anh là quái thú lập trường phản rồi chứ thái la cũng chăm chọc nói đại ca mặc dù ngươi biến thân thành đới nã quả thật rất trâu bò nhưng chúng ta có thể thu liễm một chút hay không thân là chiến sĩ áo đặc không nên quá kiêu ngạo khải mổ nhĩ tinh nhân sau khi tỉnh táo lại phẫn nộ rống to một tiếng đối với vị trí của lạc vũ chính là dùng sức một cước đi xuống lạc vũ đã sớm đoán trước chân phải đạp về phía sau cả người nhẹ như yến lui về phía sau giống như thi triển lăng ba vi bộ khải mổ nhĩ tinh nhân quả nhiên một cước đạp hụt trong quá trình lui về phía sau lạc vũ nắm lấy thái la trên vai mình sau đó đem thiểm điện đạt lan cùng thái la ném cho tiểu quan lạc vũ giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất sau đó hắn từ trong túi mình lấy ra tia lửa sáng ngân hà mình đã sớm chuẩn bị tốt thái la vừa mới đến tay mỹ linh phát hiện thứ trên tay lạc vũ cho dù là bị phong ấn thái la vẫn là ung tra mừng tự nhiên là rõ ràng thấy rõ đồ vật trên tay lạc vũ vậy là lạc vũ mỉm cười nói với thái la ngân hạ ánh sáng tia lửa chuyện chi tiết sau đó nói rõ đi sau đó lạc vũ gọi tiểu quang cùng biến thân lạc vũ tiểu quang tên này khi dễ mỹ linh nói thế nào Tiểu Quang. Vậy còn phải hỏi sao? Dùng lời của anh mà nói, chính là đánh nổ đầu hắn. Tiểu Quang cũng nhìn thấy thứ tương tự như tia lửa ngân hà trong tay Lạc Vũ. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Tiểu Quang cũng không định hỏi nhiều. Dù sao bây giờ cũng không phải lúc, hơn nữa cũng không cần thiết. Hắn tin tưởng, Lạc Vũ nhất định là đồng bọn của bọn họ. Giữa đồng bọn không cần nhiều lời thái la nhìn ngân hà tia lửa trên tay lạc vũ thầm nghĩ tia sáng ngân hà thứ này là gì sao tôi chưa từng nghe về nó chẳng lẽ nói thứ này cũng có năng lực giống như ngân hà hỏa hoa nói cách khác lạc vũ cũng có thể cùng hỏa hoa nhân nẫu tiến hành siêu cấp dung hợp sao như vậy tiểu quan cùng lạc vũ rốt cuộc ai mới thật sự là người được chọn liên tiếp nghi hoặc xuất hiện trong đầu thái la Lạc Vũ không có ép buộc nhiều, một câu chính là làm. Lạc Vũ tay trái cầm Black King, tay phải cầm tia lửa Ngân Hà, sau đó bắt đầu biến thân. Tay phải Lạc Vũ nắm lấy tia lửa Ngân Hà, đặt nó ở vị trí trước ngực trái. Sau đó đem con rối tia lửa của Black King vươn ra. Đem đỉnh Ngân Hà ánh sáng tia lửa nhắm ngay Ngân Hà Huy Chương dưới chân Hắc Lai Vương Nhân ngẫu đâm tới. Ngay sau đó, tia sáng Ngân Hà phát ra ánh sáng mãnh liệt, một cái ngân hà nho nhỏ xuất hiện, đem hắc lai vương nhân ngẫu bao vây bên trong. Sau đó, giải ngân hà nhỏ này dần dần lớn hơn và lớn hơn. Dần dần bao bọc lạc vũ vào trong đó. Mà lúc này, kem mơ tinh nhân một cước đem mở rộng tiểu ngân hà dẫm xuống, muốn đánh gãy đối phương thi pháp. Tưởng rằng thành công ngăn cản thi pháp kem mơ tinh nhân còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện mình cầm vị trí giống như có một cái đen kịch quyền ảnh càng biến càng lớn ngay sau đó, trong miệng khải mổ nhĩ tinh nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cả người trực tiếp bay lên trời, sau đó rơi xuống phương xa. Mà nắm đấm chủ nhân tự nhiên không cần phải nói, đó chính là cùng hắc lai vương siêu cấp dung hợp lạc vũ. Black King lắc lắc bàn tay nhỏ bé của mình. Cánh tay nhỏ mập mạp này ẩn chứa lực lượng cường đại mà rất nhiều quái thú không thể so sánh được. Nhìn thấy lạc vũ thành công, Thái La, Mỹ Linh và Tiểu Quang đều sửng sốt thấy lạc vũ biến thành hắc lai vương hậu thái la thầm nghĩ anh không phải là dana Tra mần sao làm sao có thể biến thành quái thú Tra mần có thể biến thành quái vật bất quá lạc vũ cũng không biết thái la đang suy nghĩ cái gì biết cũng sẽ không đi để ý loại vấn đề nhàm chán này hắc khắc vương đối với phía dưới tiểu quan chào hỏi nói nhất khố đi hikari tiểu quan phục hồi tinh thần lại sau đó hưng phấn hồi đáp mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi. Tiểu quan cầm tia lửa ngân hà và tia chớp bắt đầu biến thân. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng lóe ra. Bùng! Tia chớp đạt lan bị nhĩ thân hình to lớn trực tiếp phủ xuống trên mặt đất. Người kem mơ bị ngã thành tư thế chó gặm bùng ở phía xa mất không ít thời gian khôi phục trạng thái đứng dậy. Hắn phẫn nộ rống to một tiếng, sau đó liền hướng hắc lai vương cùng thiểm điện Đa Lan Binh vọt tới. Black King và ti chấp Daranber cùng nhau tiến về phía trước. Chiến đấu bắt đầu khai hỏa. Misaki và Tyro đang ở dưới đó để chứng kiến trận chiến. Nhưng tình hình chiến đấu lại nghiêng về một phía. Không phải bọn lạc vũ, mà là bọn lạc vũ. Khải mổ nhĩ tinh nhân tốc độ cao di động, chỉ dựa vào hắc lai vương cùng thiểm điện đạt lan biêu khó có thể ứng đối, căn bản bắt không được đối phương. Lạc vũ bên này còn tốt, dù sao Hắc Lai Vương thẳng thắn không nói gì. Tuy nhiên, mỗi khi nhận được đòn tấn công từ Kemmer Saman, cậu phải hành động như thể đang đau đớn. Mục đích là để làm cho người Kemmer mất cảnh giác. Mà tiểu quan nơi này thật sự rất không dễ chịu. Ti chấp Daranbi lúc trước mạnh, đó là bởi vì tia lửa hắc ám có tác dụng cường hóa. Galaxy Spark không có khả năng này. Vì vậy, bây giờ Sét Dalabin là mức bình thường. Kemmer Saman hoàn toàn có thể gây sát thương. Cho nên, tiểu quan bên này thật sự đau. Đối với việc này, Lạc Vũ cũng không có biện pháp gì. Bất quá, Lạc Vũ một mực chờ đợi. Đang chờ thời cơ. Rốt cục tiểu quan nhìn không được, đánh điện giật người Kemmer. Các ngôi sao Kemmer cũng trốn đi một cách tự nhiên. Bất quá, Lạc Vũ hiểu được hiện tại chính là cơ hội. Lạc Vũ một mực quan sát phương thức chiến đấu cùng thói quen chiến đấu của Khải mộ Nhĩ Tinh Nhân. Tốc độ di chuyển của hắn rất nhanh. Nhưng còn không đến mức không thấy rõ quỹ tích vận động của hắn. Những tàn ảnh của ngôi sao Kemmer chạy sang một bên hoàn toàn có thể nhìn thấy. Lạc Vũ một mực chờ tiểu quan ra ti chấp công kích của Daranber quấy rầy tiết tấu của đối phương. Đã đến lúc rồi. Lạc Vũ tin tưởng bắt được tàn ảnh của Khải Mổ Nhĩ Tinh Nhân. Đúng vậy, chính là hướng này ngươi phải ngã xuống kemmer hắc khắc vương xoay người quét đuôi về hướng di chuyển của khải mổ tinh nhân ạ à. khải mổ nhĩ tinh nhân quả nhiên đúng như lạc vũ suy nghĩ bị hắc lai vương hung hăng nắm lấy cơ hội đánh trúng kemmer starman mất thăng bằng và ngã xuống đất đập mạnh vào con chó đang gặm buồn lúc này lạc vũ nói với tiểu quan đến lúc chúng ta phản kích rồi tiểu quan